Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Liver NTB do công ty cổ phần 23 tháng 9 sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Liver NTB cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Liver NTB có thành phần là Arginine 1 1000mg. Liver NTB được bào chế dưới dạng dung dịch uống. Liver NTB mang lại cho người dùng công dụng, điều trị duy trì tăng ammonia ác máu ở bệnh nhân thiếu phosphate synthetase, thiếu ornithine carbamin transferase điều trị duy trì cho bệnh nhân tăng amoniac máu bị citrulin máu, arginosuccinic niệu điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu. Điều trị hỗ trợ nhằm cải thiện khả năng luyện tập ở những người bị bệnh tim mạch ổn định. Bổ sung dinh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình ure như tăng amoniac máu tuyếp y và 2, tăng citrulin máu, arginosuccinic niệu và thiếu men n đến acetyl synthetase. Sản phẩm liver NTB được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của liver NTB được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, điều trị duy trì tăng amoniac máu ở bệnh nhân thiếu carbamin synthetase. Thiếu ornithine carbamin transferase, trẻ từ sơ sinh đến trẻ em dưới 18 tuổi, 100 mg trên kg mỗi ngày, chia 3 đến 4 lần. Điều trị duy trì cho người tăng ammoniac máu bị citrulline máu, arginosuccinic niệu, trẻ sơ sinh, 100 đến 175 mg trên kg trên lần, dùng 3 đến 4 lần mỗi ngày trẻ từ 1 tháng đến 18 tuổi, 100 đến 175 mg trên kg trên lần, dùng 3 đến 4 lần mỗi ngày. Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu, người lớn uống 3 đến 6 g trên ngày. Điều trị hỗ trợ nhằm cải thiện tình trạng tập luyện ở những người bị bệnh tim mạch ổn định, người lớn uống 6 đến 21 g trên ngày, mỗi lần dùng không quá 8 giờ. Bổ sung dinh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình ure như tăng amoniac máu tuyếp Y và 2, tăng citrulline máu. Arginosucinic niệu và thiếu men nở đến acetyl glutamate synthetase, người lớn, uống 3 đến 20g trên ngày, tùy theo tình trạng bệnh. Chống chỉ định khi sử dụng liver NTB, bệnh nhân dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Tăng ammoniac huyết do nhiễm axit hữu cơ trong máu. Bệnh nhân có rối loạn chu trình ure do thiếu hụt enzyme arginase. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng liver NTB, không dùng cho bệnh nhân có cơ địa dị ứng có thể gây tăng kali huyết đe dọa sự sống đổi với người suy thận. Dùng thận trọng cho người bị thận hoặc vô niệu. Dùng liều cao có thể gây nhiễm axit chuyển hóa tăng chloride huyết. Không dùng cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. Có thể gây phản ứng dị ứng co thắt phế quản. Tác dụng phụ thường gặp hệ thần kinh trung ương, tê cóng, đau đầu, buồn nôn, nôn, tăng thân nhiệt, hiếm gặp da phù nề, đỏ, đau, giảm tiểu cầu trong máu phản ứng phản vệ tần suất co xác định giảm huyết áp viêm tĩnh mạch ho nặng co cứng cơ bụng tăng mức nitơ ure huyết tương tác thuốc thuốc tránh thai có thể làm tăng đáp ứng của hóc môn tăng trưởng giảm đáp ứng của glucagon và insulin với arginine thuốc lợi tiểu thiazid có thể tăng nồng độ insulin trong huyết tương tránh kết hợp với thuốc lợi tiểu giảm tiêu hao kali hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Liver NTB, đồng thời biết cách sử dụng Liver NTB sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham